Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 20 tháng 10, cũng là ngày phụ nữ Việt Nam, thì mình cũng gửi lời chúc cho các bạn đang xem video mình và các bạn chị em phụ nữ là một ngày phụ nữ thật là tuyệt vời bên chồng và người thân gia đình. Thì hôm nay thì chắc các bạn cũng đã nhiều bạn cũng đi chơi ngày 20 tháng 10. Thì hôm nay thì mình cũng bớt chút thời gian, mình cũng đưa vợ con mình đi chơi. Thì buổi tối ngày hôm nay thì mình level hơi muộn một chút. Thì hôm nay thì nhà mình lại về được ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn chưa ưng nào sản phẩm mình cũng có thể đăng ký kênh của bên mình nhé các bạn nhá. Các bạn lên kênh là các bạn lên YouTube này, các bạn gõ kênh là Triệu Phú TV này. Triệu Phú này TV đây. Đấy, nó sẽ ra kênh Triệu Phú TV, các bạn kích vào đăng ký đấy nhá. Đấy, các bạn kích vào đăng ký kênh này. Đấy, các bạn kích vào đăng ký kênh, bật chuông thông báo này. Thì mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn sẽ là người xem đầu tiên điện thoại cũ giá rẻ nhé. Đây. Rất nhiều điện thoại cũ giá rẻ bên mình để các bạn lựa chọn. Đấy, rất nhiều điện thoại cũ giá rẻ lựa chọn. Thì mình cũng đi vào clip đầu tiên. Thì sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu với các bạn là chiếc sản phẩm là gì nhỉ? Con này là con sạc nhé. Đây. Con này là sạc Vox nhé. Hôm nay thì nhà mình về được cái sạc này, con này là sạc Vox Oppo này. Đấy, sạc Vox Oppo con này là F11 nhé. Sạc Vox Oppo F11 Pro. Đấy. Con này là sạc Vox của máy Oppo F11 Pro. Đấy, nói chung là sạc Vox này thì tất cả máy dòng máy Oppo thì sạc nào cũng sạc được nhé. Đấy, con này là sạc nhanh của Oppo. Con này thì mình sẽ thanh lý với giá các bạn là giá lợn chết các bạn nhá. Đấy, con này mình sẽ thanh lý bạn giá lợn chết. Bạn nào tự đây, sạc này sạc nhanh Vox. Nói chung những bạn nào mà mua máy Oppo rồi mà có sạc nhanh ấy mà chưa có những sạc này ấy, thì có thể mua sạc này về. Mình sẽ thanh lý với giá các bạn lợn chết cho các bạn nhé. Đấy, sạc Vox Oppo này. Đấy, rất là máy xịn theo máy nhá. Xịn theo máy, tất nhiên là người ta dùng qua rồi nó phải hơi bị cũ cũ một tí, nó không được, nó không phải là máy mới, cái mới nhá. Đây là mình luôn nói luôn mà cũ mà. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Vox Oppo cũ này các bạn nên tay hàng mình sớm nhất nhá. Mình sẽ thanh lý cho bạn. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu và thanh lý cho bạn là chiếc Oppo A3s này. Buổi tối ngày hôm nay mình về được chiếc Oppo A3s màu đỏ đây ạ. Đấy, chiếc Oppo A3s màu đỏ. Mình sẽ xem cấu hình qua về sơ qua con Oppo A3s này. Con này là phiên bản là RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 16GB nhé. Đấy, con này là Oppo RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Màn hình con này là tràn viền 6 inch, hơn 6 inch. Pin con này là hơi pin hơn 4000 các bạn nhé. Con Oppo A3s này thì pin hơn 4000. Đấy. Con này thì bên mình đang bán bạn giá là 1.550.000. Đấy. Con Oppo A3s màu đỏ này thì bên mình đang bán bạn giá là 1.550.000. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A3s này, các bạn nhà hàng liền sớm nhất. Một là qua Zalo, số này mình dùng Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại mình. Và đây địa chỉ cửa hàng mình, gần các bạn phải trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để mua bán, giao lưu và trao đổi điện thoại cũ mới. Ở xa bên mình có ship. Và hình thức ở xa bên mình thì các bạn mua xa thì các bạn có thể tin tưởng bên mình rồi ấy, thì các bạn có thể là chọn hình thức chuyển khoản trước thì mình sẽ free ship cho các bạn. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình ấy thì các bạn có thể là chưa tin tưởng bên mình ấy, các bạn có thể là cọc cho mình trước 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm nhá. Cọc cho mình trước là tiền phí ship như thế các bạn nhé. Đấy. Đấy, còn Oppo này là Oppo A3s nhá. Và hàng bên mình thì là lỗi được 1 tuần và bảo hành là 6 tháng. Thì là tất cả sản phẩm bên mình thì là có lỗi được 1 tuần và bảo hành là 6 tháng. Và thì bên mình thì có được nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán nhá, nên là các bạn yên tâm nhá. Con Oppo A3s này 1.550.000. Các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân rất ok nhá. Đấy, Oppo A3s này. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được tiếp tục là gì nhỉ? 3 cây lót 5. Lót 5 thì buổi tối ngày hôm nay về thì 3 cây này. Đấy. Rất nhiều bạn hỏi lót 5 ạ. Đấy. Lót 5 thì rất nhiều bạn hỏi lót 5. Thì buổi tối để đáp ứng nhu cầu các bạn ấy thì tối nay thì mình sẽ về là 3 cây cho các bạn lựa chọn nhé. Lót 5 thì mình về là 3 cây đấy ạ. Đây. 3 cây lót 5 đấy. Tất cả 3 cây nhà mình đều là màn hình đẹp, không ám ố hay không lưu ảnh đấy. Tất cả 3 cây lót 5 này, màn hình ám ố không lưu ảnh. Thì mình sẽ xem con này là bản gì. Bản B. Con này là bản Mỹ nhé. Đây. Con này là bản 920B, con này là bản Mỹ này. Còn lót 5 này bản Mỹ. Cấu hình cũng toàn là RAM 4GB thôi. Bộ nhớ trong chắc là cũng là 32GB. Để mình sẽ xem cơ cua qua. Đấy. Cũng là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB.
Đấy, máy Mỹ nhá, nó là Mỹ này. Thì con này mình sẽ xem con này. Đấy. Mình sẽ xem con này là bản gì nhá. Đấy. Toàn hình là mình đẹp. Con này là bản C nhá. Bản C này, con này là bản công ty nhá. Đấy, con này là bản C, bản công ty. Lót 5 bên mình này đều tất cả là bản 1 sim hết nhá. Con này là bản C, bản 1 công ty. Và con này cuối cùng xem là con này là bản gì. Con này mình sẽ xem bản gì nhá. Này. Con này là bản S nhá. Đấy. SLK, SLK sẽ là của Hàn nhá. Con này lót 5 Hàn đây. Đấy, ba con này đều màn hình đẹp nhá, không ảm bố hay không lịu ảnh gì. Đấy, hai con này thì mình sẽ nói sơ cua qua về lót 5. Lót 5 thì là màn hình của nó là màn hình là 5,7 inch nhá. 5,7 inch, độ phân giải màn hình của nó là 2K nhá. Đấy, độ phân giải màn hình là 2K, 5,7 inch rất là to. Hình thức ba con này thì còn độ 90%. Ba cái này thì còn 90%. Đấy. Ba cái này còn 90%. Hai con này thì xước phim home ấy. Này. Hai con này thì xước phim home. Bên mình đang bán giá là 1.700.000 nhé. À sorry các bạn, hai con này thì là xước phim home. Bên mình đang bán giá là 1.800.000 nhé. Sorry các bạn nhá, 1.800.000 hai con này nhá. 1.800.000. Đấy. Hai con lót 5 này. 1.800.000 các bạn nhá. Hai con này là 1.800.000. Rẻ hơn giá các bạn đi thay màn hình nhá. 1.800.000 hai con này. Và con này thì là không xước phim home. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 2 triệu đồng nhé. Đây, nó nằm là 2 triệu đồng. Đây, màn hình cực kỳ là lớn mà màu gold cũng khá là đẹp. Nói chung là một máy cũ như thế cũng khá là ok rồi. Đây, lót 5 thì hỗ trợ cái bút. Các bạn viết vẽ cực kỳ là ok. Đấy. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung lót 5 thì các bạn nhà hàng mình sớm nhất nhé. Đây, 1 triệu 8 này. 1 triệu 8 này và gì nhỉ? 2 triệu đồng các bạn nhé. Lót 5 này. Các bạn mua về tặng ông bà, bố mẹ, người thân rất là tuyệt vời. Màn hình nó to. Đấy, chữ rất là to rõ nét nhé. Mà màn hình của nó là màn hình là 2K. Thì các bạn mà cái độ phân giải màn hình của nó thì các bạn nhìn dù mà tuổi cao mắt kém các bạn nhìn thì không bao giờ bị lờ mờ mắt và lóa mắt nhé. Đấy. Và giờ làm việc thì nhà mình bắt đầu từ là 7 giờ sáng và đến 9 giờ tối các bạn nhé. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được hai cây nốt 8 này. Hai cây nốt 8 này, nó là hai cái nốt 8 ám. Một cây là màu xám này và một cây là màu xanh nhá. Đấy. Hình thức còn toàn độ 90%. Đây. Hai một cây nó tám xám này. Màu xanh này cũng còn 90%, con này màu xám cũng còn 90%. Máy đẹp leng keng nhá. Đấy, tình trạng là hai con này thì là màn hình ám nhá. Đấy. Này, các bạn hai con này là màn hình ám đây. Này, tất cả là màn hình ám đây. Đấy, hai con này thì là màn hình ám đây ạ. Nói chung là bọn màn hình ám này các bạn gì nhỉ? Nó chỉ ám phần dưới thôi. Đây. Đấy. Màn hình ám phần dưới này. Đấy. Đây các bạn nó đặt hình nền đen này các bạn không nhìn gì. Đấy, nó 8 này các bạn cũng đã rõ rồi. Cấu hình toàn là RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này là gì nhỉ? RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB nhá. Đây. Ám phất phần dưới. Đấy. Hai con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là con này thì mình con xanh này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 3 triệu 4, hai con đồng giá là 3.4 triệu nhá. Đấy. Hai các bạn là giá 3.4 triệu này. Nói chung là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Các bạn dùng thì quá tuyệt vời. Đấy, các bạn nào mà không thích màn hình ám các bạn đặt màn hình nền đen này. Đấy, không bao giờ nhìn hình đảm nhá. Đấy, hình đen thì không bao giờ nhìn thấy màn hình ám nhá. Đấy, đấy. Nó tải màn hình đây. Đấy. Nói chung là nhanh lắm. Nói chung là RAM của Samsung thật với các bạn. Khỏi phải chê luôn. Đấy. Đấy. Lót 8 đấy. Hai con này của mình đều là bản Hàn, hai sim hai sóng nhá. Bên mình đang bán với giá là 3 triệu 4 một con nhá. Đấy, các bạn mua về nói chung là chơi game nói chung là quá tuyệt vời, xem phim, nghe nhạc, nghe gọi rất ok ạ. Lót 8 thì các bạn dùng quá tuyệt vời luôn. 3 triệu 400k một con nhá, rất là rẻ ạ. Đấy. Một con màu xanh và con màu xám đấy các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con này mình ở đâu rồi? Buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được hai con LG G7. Đấy, nhà mình về được hôm nay nhà mình về được hai con LG G7 màu xanh này. Đấy. Hai con LG G7 màu xanh. Hai con này thì là ngoại hình của nó thì là máy đẹp còn 90/90%. Hai con LG G7 này của mình là bản Hàn, một sim. Máy Hàn bọn này thì là còn zin áp suất nhé. Đấy, bọn hai con này thì là nguồn nguyên áp suất.
các bạn đi mưa đi gió khỏi phải chê luôn nhá. Đấy, còn máy còn zin áp suất, các bạn đi mưa đi gió là khỏi phải chê ạ. Đấy, nói chung là đi mưa đi gió mà chẳng may nước vào thì nó sẽ không bị vào nhiều các bạn nhé. Đấy, máy hai con này còn zin áp suất, máy màu xanh ngọc rất là đẹp. Đấy, hai con G7 đẹp. G7 thì mình cũng là sơ qua qua về con cấu hình con G7 này, thì là màn hình của nó là màn hình là 6.1 inch nhé. Này, còn LG G7 này, màn hình của nó là màn hình là 6 tràn viền 6.1 inch, độ phân giải màn hình của nó là 2K nhé, 2K. Cấu hình của nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Này, hai con màu xanh này, RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Máy còn nguyên zin áp suất. Bản Hàn thì các bạn mà phần nghe nhạc ấy, bản Hàn mà các bạn phần nghe nhạc YouTube ấy, thì nó hỗ trợ là cái chip âm thanh. Có các bạn mà nghe loa ngoài ấy, thì rất cực kỳ là hay, cực kỳ là phê nhé. Còn LG G7 này, đấy, rất là đẹp đấy ạ. Nói chung là những bạn đây, LG G7 rất nhiều tính năng rồi. Hai camera cái ép này, một flash này, vân tay này. Nói chung rất nhiều tính năng. Đấy. 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 Máy rất là đẹp nhé. LG G7 thì bên mình đang bán với giá là 3.300.000 một con nhé. Đấy. Máy còn nguyên zin áp suất nhé. Bản Hàn các bạn dùng thì quá tuyệt vời luôn. Màn hình của nó là 6.1 inch. Các bạn dùng nó không to quá, nó không nhỏ quá. Các bạn cầm rất là chắc tay. Đấy. Nói thật các bạn dùng rất là xích. Nói chung là con này mình bán khá là nhiều rồi. Cũng nhiều bạn đặt bên mình nhé. Đấy. LG G7 đấy ạ. Rất là ok ạ. Đấy. Năm 2020 rồi thì nhiều bạn có hỏi mình thì có mua hàng online không, thì theo lời khuyên của mình thì các bạn nên đi mua hàng online. Nên mua hàng online thì các bạn lợi rất nhiều. Thứ nhất là giá cả rẻ hơn với giá cửa hàng rất là nhiều. Và thứ hai là các bạn chỉ ngồi ở nhà có người vác điện thoại, các bạn nhận hàng kiểm tra hàng toán rất là ok ạ. Đấy, rất là ok. Mình đây thì mình cũng mua hàng online rất là nhiều nhá. Bạn nào thích sản phẩm LG G7 thì các bạn liên hệ mình sớm nhất nhá. Và tiếp theo thì buổi tối ngày hôm nay nhà mình thì về được 3 chiếc cây là Samsung S8 nhá. Đấy, S8 này nhà mình về 3 cây. Đó, hai con màu xám này. Hai con màu xám và một con màu đen này. Đấy, 3 cây S8 này. 3 cây này thì là bản Hàn. Máy tất cả máy mình đều là bản Hàn, 2 SIM. Bản Hàn 2 SIM 2 sóng nhá. Đấy. Bản Hàn 2 SIM 2 sóng. 3 cây này đều là bản Hàn 2 SIM 2 sóng. Đấy, 3 cây S8. Bản Hàn 2 SIM 2 sóng. Thì là ngoại hình là còn 90% nhá. Đây. Máy còn zin đét luôn. Đấy. Ngoại hình máy còn 90% Hai con này màu xám này. Đấy. Và một con này màu đen bóng nhá. Đó, tất cả ba con này đều màn hình, tất cả màn hình đẹp nhá. Không ám ố hay không lưu ảnh gì hết. S8 bên mình đều là màn hình đẹp, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con S8 này thì là màn hình của nó là tràn viền. Đấy. Màn hình con này là tràn viền. Màn hình là tràn viền. 5.8 inch nhá. Con này thì màn hình của nó là 2K cộng. Đấy. Các bạn xem phim 2K, 4K thì quá tuyệt vời luôn. Đấy. S8 này các bạn, nói chung là âm thanh của S8 này khỏi phải chê luôn. Thì mình sẽ xem cái phần nghe nhạc của nó, mình sẽ nghe nhạc cho các bạn đi. Đây, mình sẽ thử loa của cái S8 này cho các bạn nhá. Con này thì là màn hình của nó 5.8 inch các bạn, nó không to quá, nó không nhỏ quá, các bạn dùng rất ok. Màn hình cong các bạn dùng rất là đẹp, rất là xinh nhé. Bạn nào mà không thích to ấy, đấy, các bạn mua về tặng các chị em phụ nữ cực kỳ là ok, dùng bọn này sướng lắm. Tội gì phải mua những máy mới bây giờ đâu. Những dòng máy mới bây giờ thì nó thật với các bạn là thiết kế, thứ nhất là nói chung là những dòng S8 này thì nó thật với các bạn nó thứ nhất là đẹp rồi. Đấy, các bạn nghe nhạc khỏi phải chê luôn. Đây, các bạn xem phim. Đây, các bạn nghe nhạc cực kỳ rất ok nhé. Xem phim thì cực kỳ là sắc nét. Còn màn hình của nó, độ phân giải của nó là 2K mà. 2K cộng. Đấy, các bạn xem phim 2K, 4K, 8K tuyệt vời. Nói chung là thiết kế của ngày xưa thì quá đẹp. Nhưng mà RAM của nó là RAM 4. Nhưng mà thực kỳ các bạn, nó chạy nhanh hơn cực kỳ với những RAM đời mới bây giờ. Những bọn Lot 5 này thế này, Lot 5 bây giờ cũng là RAM 4, chạy cực kỳ là nhanh nhé. Những sản phẩm đời mới bây giờ, thứ nhất là thiết kế cái màn hình của nó này thì nó xấu hơn một chút. Nó toàn màn hình của nó màn hình Oppo ấy, mà Oppo hoặc là Samsung ấy. Những đời mới bây giờ nó chỉ thứ nhất là to thôi. Màn hình toàn là 6.5 inch. Nhưng mà thứ nhất là cái độ phân giải màn hình của nó thì không được đẹp những sản phẩm là dòng S này. Toàn là màn hình là LCD.
LCD thì các bạn mà tuổi cao mắt kém nhìn màn hình thì là hơi bị mờ mắt một tí. LCD thứ nhất là được cái thứ nhất là lợi thứ nhất là pin nó trâu hơn thôi. Còn cái cấu hình chip da của nó thì nó thật không bao giờ bằng những sản phẩm là siêu phẩm S8 ngày xưa này. Đây. Nhà mình về 3 cây nhá, S8 đấy ạ. Rất là ok, màn hình là độ phân giải 2K. Nhà mình thì có 2 chiếc màu xám và 1 chiếc màu đen. Máy đẹp leng keng xả beng. Đây S8 đấy ạ. 3 cây này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.800.000 nhá. Samsung S8 bên mình đang bán với giá các bạn giá là 3.800.000 một con. À, tất cả là đều là máy Hàn nguyên zin, mình nhập từ bên kia về. Đấy. Đấy. Bên mình đang chỉ thanh lý bạn giá là 3.800.000 thôi. Đấy. Các bạn nào thích sản phẩm S8 này mua về tặng ông bà bố mẹ người thân thì các bạn nghe hàng sớm nhất nhá. Đấy, gần các bạn có thể là qua chủ cửa hàng mình để giao lưu trao đổi mua bán điện thoại cũ mới, rất là ok ạ. Và cuối cùng buổi tối ngày hôm nay nhà mình còn 2 chiếc S9 đấy nhé. Đấy. 2 chiếc S9 nhé. Đây. 2 chiếc con 9 thì hai con này thì là đây. Con này thì là còn vỏ phẩy tí đây thôi. Con này S9 này thì là vỏ phẩy tí đây thôi. Đấy thì mình đây. S9 Plus đây. Hai cây này là S9 Plus. S9 Plus của mình tất cả hai cây này nhà mình còn một con màu xanh này và một con màu tím này. Đấy. Này. Tất cả hai con này thì đều là bản Hàn, hai sim hai sóng. Màn hình bọn này thì là màn hình đẹp keng nhé. Màn hình bọn này thì tất cả đều là như kia, không ảm bố hay không lưu ảnh gì. Này. Tất cả hai con này đều màn hình đẹp keng. Hai con này đẹp màn hình đẹp keng nhé. Này. Tất cả màn hình đẹp keng, không ảm bố hay không lưu ảnh gì. Cấu hình con S9 này là RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB nhé. Đấy. Mình sẽ kiểm tra lại cho bạn này. Đang chạy là Android 10 các bạn nhé. RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB. Màn hình con S9 này thì là màn hình của nó là tràn viền. Đấy. Màn hình của nó là tràn viền 6.2 inch. À, con này là HD 2K cộng nhé. Màn hình cũng độ phân giải là 2K cộng. Đấy. RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB. Pin con này là pin là 3500 nhé. Pin của nó chạy 3500. Chip của này là chip Exynos 9810 nhé. Chạy chip Exynos 9810 đấy ạ. Này. Con màu xanh này thì là máy rất là đẹp nhé. Đây. Chỉ phải một tí đấy thôi. Đấy. Con này thì bên mình đang bán với giá là 5.4 triệu nhé. Đấy, 5.4 triệu sản phẩm S9 Plus. Ngày xưa siêu phẩm các bạn nói chung là dân các bạn mà phổ thông học sinh sinh viên và các bạn mà lao động phổ thông nói chung là mơ ước những sản phẩm này còn không, lúc đấy còn không có tiền, mình cũng đi làm thuê ấy. Mình cũng không bao giờ mơ ước có tiền mà mua những sản phẩm này. Bây giờ cực kỳ là rẻ với giá là hơn 5 triệu đồng. Các bạn đã sở hữu sản phẩm là S9 Plus đấy ạ. Đấy. Năm 2020 điện thoại rất là rẻ này. S9 cộng này. Đấy. Giá chỉ với giá là 5.4 triệu nhá. Con này cũng thế. Này. Con này cũng chỉ cũng phải một tí đấy thôi. Đấy, con này thì cũng đẹp keng nhỉ. Tất cả mấy mặt lưng nhé, đẹp keng hết. Phải một tí đấy thôi. Con này cũng mình thanh lý bạn giá là 5.4 triệu nhá. Màn hình đẹp keng, không ảm bố hay không lưu ảnh gì. Này, S9 Plus đấy ạ. Rất là ok nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S9 cộng này các bạn đặt hàng về sớm nhất nhá. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình và gần địa chỉ của mình, các bạn có thể là qua trực tiếp cửa hàng mình để giao lưu trao đổi mua bán. Hai con này thì bên mình đang thanh lý giá 5.4 triệu nhá. Đấy. Rất là rẻ, S9 Plus đấy. Đấy, các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân hoặc là nhân dịp 20 tháng 10 ấy, các bạn mua về tặng bà xã rất là ok nhá. Đấy. 5.4 triệu hay một con nhá các bạn nhá. Đấy. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc bạn đã xem video của mình một buổi tối ngủ ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại với clip vào tối ngày mai nhé. Và chúc bạn nghỉ có một ngày 20 tháng 10 nói chung là đi chơi với người yêu và vợ rất là tuyệt vời các bạn nhé.